Với chủ đề đầu tư cho thanh niên, Ngày Dân số Thế giới năm nay thêm một lần nữa khẳng định, thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước. Tuy nhiên không phải ở đâu, thanh niên cũng được quan tâm đầu tư. Ở Nghệ An, nhất là các vùng miền núi vẫn xảy ra một vấn đề nhức nhối là nạn tảo hôn. Chính điều này đã đánh mất cơ hội học hành của các em tuổi vị thành niên, nhất là em gái khi các em phải làm vợ, làm mẹ quá sớm. Đôi mươi, lứa tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng Ngũ Thị Đào ở xóm Thượng Quánh, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, gầy gò thấp bé. Cùng tuổi với Đào, bạn bè em đều chọn con đường học lên hay học một ngành nghề phù hợp, thì Đào đã làm vợ và làm mẹ của hai đứa trẻ. Đứa lớn tròn 3 tuổi và đứa bé năm nay cũng đã lên 1. Vừa phải lo cho gia đình, vừa phải chăm hai con, em cũng không có thời gian rỗi để có thể tìm việc làm, kiếm thêm thu nhập. Chồng thì không có việc làm, khiến cuộc sống của gia đình nhỏ này không chỉ thiếu về vật chất, mà kiến thức chăm sóc con cái Đào cũng chẳng có nhiều. Cứ nhìn cu tí đã đầy năm mà chẳng khác nào một đứa trẻ 5-6 tháng tuổi. Em học về mặt chuyện gia đình, điều kiện hoàn cảnh gia đình mà ngoài cũng khó khăn, đông con nên nghỉ sớm thiệt thôi, hơn thấy người ta thoải mái hơn, mình như gò bỏ con cái cũng đi đâu thời gian để mà cho bản thân cũng có. Còn với cặp vợ chồng trẻ con này, cũng vừa cưới nhau hồi đầu năm, chồng là Mong Văn Nghệ 18 tuổi, vợ là Lữ Thị Nhàn 17 tuổi, ở bản Hồi Cụt, xã Yên Na, huyện Tương Dương. Bỏ học giữa chừng để kết hôn khi chưa đủ độ tuổi trưởng thành. Bỏ học giữa chừng để kết hôn khi chưa đủ độ tuổi trưởng thành. Vợ chồng Nghệ và Nhàn không thể kiếm nổi cho mình một việc làm nuôi sống bản thân. Hai vợ chồng phải sống dựa dẫm vào bố mẹ. Gia đình Nghệ vốn là một trong những hộ nghèo nhất bản. Giờ cưới Nhàn về làm vợ, cuộc sống của bảy thành viên trong gia đình càng khó khăn hơn. Không có điều kiện để bồi dưỡng và thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nên Nhàn mang thai tháng thứ 5 mà như 1-2 tháng. Thậm chí em chưa một lần khám thai tại cơ sở y tế. Ước mơ của em khi đi học là trở thành cô giáo, nhưng nhà nghèo em đã phải bỏ học để lấy chồng. Nhưng nhà chồng em cũng nghèo lắm, sau này em sẽ không để con lấy chồng lấy vợ sớm như em. Ở huyện miền núi Tương Dương, những trường hợp nam nữ tuổi vị thanh niên và thanh niên kết hôn khi chưa đủ độ tuổi pháp luật quy định như vợ chồng em Mong Văn Nghệ và Lữ Thị Nhàn không ít, trên 80 trường hợp vi phạm. Nạn tảo hôn cũng đang là thực trạng nhức nhối đối với nhiều địa phương nông thôn miền núi trong tỉnh, như Kỳ Sơn, Quế Phong hay Quỳ Châu. Chỉ tính riêng địa bàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm có khoảng 60 cặp tảo hôn. Kết hôn khi chưa đến tuổi trưởng thành, chưa tự lập được về kinh tế, lại thiếu hiểu biết về kiến thức và kinh nghiệm sống để chăm sóc cho gia đình riêng, dẫn đến những hệ lụy nặng nề. Tảo hôn thì nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và sức khỏe sinh sản cả nam và nữ. Bởi vì khi cơ thể phát triển chưa được hoàn thiện thì đã phải mang thai, dẫn đến đứa trẻ sinh ra thì phát triển chậm, chất lượng dân số thì bị hạn chế và dẫn đến vấn đề là tăng dân số. Mặt khác, cái tảo hôn thì cũng mất cơ hội học tập và thiếu kiến thức xã hội, thường rơi vào cái cảnh nghèo túng và nhiều cặp vợ chồng thì hạnh phúc gia đình không được bền vững. Chưa chủ động được kinh tế, chưa đủ hiểu biết về vai trò của mình trong gia đình và cách chăm sóc con cái là trở ngại mà những cặp vợ chồng trẻ con như Nghệ và Nhàn hay gia đình Đào đang gặp phải. Điều đó khiến cuộc sống của các em quanh quẩn trong đói nghèo, đối mặt với nguy cơ về nòi giống còi cọc, và nhất là các em đã tự đánh mất cơ hội học hành và hạn chế sự lựa chọn công việc, dù thanh niên luôn được xã hội dành nhiều sự quan tâm và đầu tư.